Hello, đồ câu Nhật Bãi Thanh Trường chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần và máy về cho anh em câu nha. Cần và máy em bán ra chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0832 620 524 nha. Zalo cũng vậy. Rồi, đầu tiên xin phép lên cần. Đây, đầu tiên là một cái cần Hàn Quốc xuất Nhật. Độ dài cái này là 2m30. 2m20 với chất liệu là phíp nha, chất liệu là phíp bát hãng này, dàn khoen cũng dàn khoen hãng này. Cái này là cứng 30 nha, cái này là cứng 30 này, phôi nó một màu thế này đây, cứng 30. Cái này chiên cho anh em con ngâm lăn xe này đấy, độ dài là 2m20, chất liệu là phíp nha. Cái này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật. Rồi cái này để cho anh em giá là 190k nha, cần mới tinh luôn, chưa một cái xước. Rồi mã số 1, tiếp tục mã số 2. Số 2 là một cây cần cũng y vậy luôn, nhưng mà cây này nó độ dài là 2m30, chất liệu là phíp nha, chất liệu là phíp nè. Đấy, độ dài cái này là 2m30 nè, đầu rút ra thì mới tinh luôn, chưa một cái xước luôn nha. Mấy cây này thích hợp cho anh em công ngâm lăn xe rồi rất là sướng. Đây ngoại hình đây, cần mới tinh luôn, bát hãng bạn nha, khỏi cần rút mất công luôn. Đây mới tinh luôn, chưa một cái xước. Rồi cây này để cho anh em giá là 2m30, cứng 30. Cái này để cho anh em giá là 220k. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là một cây cần. Cái này là độ dài là 2m90, cứng 30, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xê. Đấy, cái này là thu gọn lại là 65cm nha. Cái này là thu gọn lại 65cm. Pát hãng vặn này, dàn khoe cũng dàn khoe hãng luôn. Đấy, xứ xám. Đây, đọc ra này, cứng 30, độ dài cái này là đây, cứng 30 nha, độ dài là 2m90 này, chất liệu là phíp nha, ngoại hình cần cũng mới tinh luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 250k nha, 250k, 2m90, dàn khoen đây. Đấy, cần mới tinh, Hàn Quốc xuất nha. Rồi 250k, mã số 3. À quên mất, bên em có bán cước nha. Đây, bên em có bán cước, loại này là loại 300m nè. Đây, hàng Sapan, cước số 3 vào được là cước số 3 là 0.28 này. Đấy, một cụm này là 300m, cước màu xanh thế này đây, cước màu xanh thế này nha. Còn cây dây này là dây màu xám, màu xám là 3.5 này. Đấy, dây màu xám 3.5 này. Đây, loại này là 0.30, một cụm 300m nha, phun mới luôn, phun đẹp luôn. Rồi để anh em giá là 100k một cụm thôi nha, hai size đồng giá là 100k luôn. Rồi tiếp tục là cước phun carbon. Đấy, cước phun carbon loại này tuy nhỏ nhưng có vỏ này. Đây, dòng này là của thằng Tsunami nha, dòng này là dòng phun carbon nè. Đây, hàng Made in Japan nha, hàng nội địa Nhật luôn. Rồi, phun carbon 100%, độ dài là 50m. Cái loại này gồm có 0.6 nè, 1.75 nè, 50m nha, 1.2 và 2.2 nha, độ dài là 50m, phun carbon 100% màu trắng thế này đây. Loại này chuyên cho anh em đây làm câu đài, làm thẻo đài này. Một cuộn này là giá là 150k một cuộn nha, 150k một cuộn, cước rất là xịn sò luôn, đánh rất là sướng luôn. Rồi gồm có 4 size nha, 0.6, 1.2, 1.75 và 2. Đấy, tiếp tục là cũng cước. Đây, cũng cước nhưng mà loại này 100m thôi, lòng này là dòng Daiwa, cũng hàng Japan. Lô này em đấu rẻ nên em bán rẻ cho anh em thôi, lô này em ba đấu được rẻ nha. Loại này là 0.30, sức tải là 15kg nè, 0.35, sức tải là 17kg, 0.40, sức tải là 25kg và 0.50 là sức tải là 40kg nha. Một cụm này là 100m, hàng đây qua Sapan, hàng đây qua Sapan nha. Rồi một cụm này để cho anh em giá là 100k một cụm nha, cước cực kỳ xịn sò màu trắng luôn. Đấy, cước còn rất là mới. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là một cái cần ISO, một cái cần ISO carbon nha, chất liệu là carbon, độ dài cái này là 3m60 nè. Cái này là của thằng Suzumi Sabeki nè, line nè, đời 2, độ dài là 3m60 nè. Cái này là của hàng Suzumi. Suzumi thì hãng rất là bền rồi, pass hãng nè, dàn khoen là dàn khoen cũng chỉ như khoen Fuji ấy, cũng cực kỳ chắc chắn nha. Cái này cứng tầm khoảng mấy hát? Rồi cái này cứng tầm khoảng 6 hát nha, về để cho anh em hạ làm cần tay nè, về để bá anh em hạ làm cần tay nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 600k nha, cần mới tinh, chưa một cái xước luôn, hàng Suzumi. Đấy, Suzumi cực kỳ bền luôn, 3m60 nha, cứng 6 hát, cần mới tinh luôn. Đấy, 600k. Mã số 4, tiếp tục mã số 5. Mã số 5 cũng tiếp tục là một cái cần Shimano. Cây này là Shimano, hàng
Indonesia này, hàng Indonesia xuất nhập nè, Patapat Puse nha, Shimano này, Shimano rồi, đột 1.5, độ dài cái nào là 4m50, dàn khoen là Fuji Isuzu nhỏ này, dàn khoen là Fuji Isuzu nhỏ này, thấy không? Rồi cái này cứng tầm khoảng mấy hát, rồi cái này cứng tầm khoảng là 2,5 hát nha, cũng về cho anh em hạ làm cần tay nha, chất liệu là carbon sóng vòng này, Shimano này, đầu phút ra rất là đẹp. Rồi cái này mã số 5 nha, dàn khoen là Fuji Isuzu nhỏ, Patapat Puse, dòng này là dòng Indonesia xuất nhập, cỡ hình cần có xe xước nhẹ nhẹ thôi, Holiday Spring đấy, mấy dòng này rất là bền này, carbon đây có xe xước này. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 5, cái này để cho anh em giá là 800k. Tiếp tục mã số 6 tiếp tục là một cây cần ISO, cái này cũng hàng Shimano luôn, hàng Shimano Japan nha, hàng cực kỳ đẹp, mới từ long lanh luôn này, Patapat Puse này, Holiday Spring đấy, đột 1.5, độ dài cái này là 5m30, dàn khoen là Fuji Isuzu nhỏ này, cái này thì chưa một phết xước luôn nha, đột 1.5, cái này cứng tầm khoảng mấy hát đây, rồi cái này cứng tầm khoảng là 1,5 hát luôn đấy, đột rút ra mới tinh luôn nha. Rồi cái này hàng mới tinh này, sale cho anh em giá cực đẹp luôn. Rồi mã số 6 này là có bị xe xước châm châm đây nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 600k thôi nha, 600k, đột 1.5, độ dài cái này là 5m30, cần cực kỳ đẹp, mới tinh luôn, mới tinh luôn, chưa một vết xước này, Shimano. Rồi 600k mã số 6. Tiếp tục mã số 7, mã số 7 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, một cây cần ISO khoen nhỏ này, đột 3, độ dài cái này là 5m30, 5m4 này, Patapat Puse này, đây ngoại hình cần này, chất liệu là carbon sóng vòng nha, hàng nội địa Nhật luôn. Rồi cái này cứng tầm khoảng mấy hát, rồi cái này cứng tầm khoảng là 3-4 hát nha, chất liệu là carbon sóng vòng này đấy, ngoại hình cần đây, mấy dòng này thì câu thôi khỏi phi bạc, mấy hạt là hạt cần tay rồi đánh rất là sướng luôn. Rồi ngoại hình cần còn cực kỳ mới luôn. Rồi ISO đầu 3, độ dài cái này 5m4, chất liệu là carbon, Patapat Puse này, dàn khoen là Fuji Isuzu nhỏ nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 800k, ngoại hình cần có sơ xước này, cái này để cho anh em giá là 800k nha, mã số 7 800k. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một cây cần ISO khá nhỏ luôn, độ dài cái này là 4m50 này, hàng nội địa Nhật luôn nha. Đây chất liệu là carbon, hàng nội địa Nhật này, Patapat Puse. Rồi. Đấy, cái này dàn khoen là Fuji Isuzu nhỏ này, dàn khoen Fuji nhỏ nha, đầu quốc ca này. Rồi cái này cứng cầm khoảng là 5 hát. Đấy, cái này mà hạ bằng tay sang hàng thì cực đỉnh rồi. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 8, giá cực đẹp luôn. Cái này để cho anh em giá là mã số 8. Rồi, cái này để cho anh em giá là 500k nha, mã số 8 500k. Độ dài là 4m50, chất liệu là carbon này. Đấy, 500k này, hàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi, 500k mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một cây cần ISO khá nhỏ. Này, đột 1.5, độ dài cái này là 5m4, Patapat Puse. Mấy dòng này anh em về cứ hạ cần tay đánh rất là sướng, Patapat Puse này. Nhưng mà dàn khoen là dàn khoen hãng nha, dàn khoen hãng này. Rồi cái này cứng là 2 hát. Đây, chất liệu là carbon sóng vòng này. Rồi, ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy, khoen hãng Patapat Puse, thay đột của ta này. Đấy, khoen hãng đốc Puse nha, ngoại hình cần đây, C4 ISO XX đấy, đột 1.5, được dài là 5m4 này, chất liệu là carbon này. Rồi cái này mã số 9, cái này để cho anh em giá là mã số 9, cái này để cho anh em giá là 600k. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một cái càng ISO khoen nhỏ, mã số 10 cũng tiếp tục ISO khoen nhỏ, độ dài là 5m30 đấy, cái này cũng hàng nội địa này, chất liệu là carbon nha. Dòng này là Hisano Ruma Suna nha, dòng này dòng nội địa này, Patapat hãng này, dàn khoen hãng luôn nha. Đấy, cái này cứng mấy hát, cái này là cứng là 2,5 hát này, vì anh em hạ làm cần tay đánh rất là sướng luôn, cứng 2,5 hát. Đây cậu rút ra, mấy dòng này anh em tải cá 5-7 kg bình thường thì hạ cần tay nha, ngoại hình cần mới tinh luôn. Rồi dàn khoen là khoen hãng này, Patapat hãng này, đột 1.5, độ dài cái này là 5m30. Rồi cái này mã số 10, cái này cũng để cho anh em giá là 600k nha, mã số 10 600k này. Đấy, tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là một cái cần ISO khá nhỏ, 11 tiếp tục là một cái cần ISO khá nhỏ, cái này là của thằng Suzumi Hàn Quốc xuất nhập, chất liệu là carbon, độ dài cái này là 5m4 này, dòng này là top start này, dòng này là cực kỳ bền, thích hợp cho anh em đánh bộ lực sân hà,
Patapat Pusi nè, của thằng Suzumi nha, Hàn Quốc xuất nhập. Đấy, dòng này là phô cực kỳ dày nè. Dàn khoen là dàn khoen Pusi nhỏ về hạt càng tay nha. Cái này cứng tương đương khoảng là 4-5H. Đấy, 4-5H nha, đầu cúc ra nè. Chất liệu là carbon sóng vòng. 4-5H nha, mã số 11. Mã số 11 này đây. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 11. Cái này để cho anh em giá là 700k thôi nha, 700k. Chiên về cho anh em sang hàng. Về anh em họ làm cả tay sang hàng nha, phô cực kỳ dày nên là đánh rất là sướng luôn. Rồi, 700k mã số 11. Tiếp tục mã số 12. 12 là một cái cần poly. Một cái cần poly này, chất liệu là carbon hay da này. Dòng này là dòng Daiwa Tournament nha, Phantom này. Đấy, dòng này là carbon hay da này, cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Rồi, cần này hàng nội địa Nhật Daiwa, đời cao, chất liệu là carbon hay da này. Chất liệu là carbon hay da nha. Đề ba là khoen xích nè, nhưng mà khoen chạy nó là khoen inox thế này nha. Rồi, cần poly, độ dài cái này là 2m1, chất liệu là carbon hay da sáng X. Cần siêu đẹp luôn, dòng đời cao, cần cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này để cho anh em giá là 800k thôi, mã số 12, 800k. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một cái cần 2 khúc Lurelop, cái này là dòng đầu địa Nhật, cứng ML, độ cứng UL nha. Cần này thì thao siêu đẹp, đẹp mới tinh luôn nè. Đây, cái này về anh em lure cá mương, lure cá suối rồi rất là sướng này. Patapat Pusi vàng này, dòng tem vàng này. Đấy, spin nha, nội địa UL cảm giác. Đây, trang bị dòng khoen Fuji Six này. Anh em nhìn thấy dòng khoen, khoen đỏ không? Khoen Six này. Đấy, khoen này, còn khoen chữ cao nữa này. Đấy, khoen ra nữa này. Sứ cực kỳ xịn sò luôn nha anh em. Rồi, cái này là hai khúc, độ dài là 1m80, độ cứng là ML. Cái này cần chưa xuống nước lần nào luôn. Chất liệu là sơn mờ, sơn mờ cực kỳ đẹp, giá em là 1 triệu thôi nha, mã số 13, 1 triệu. Tiếp tục mã số 14, đây, u là cảm giác này, cần mới tinh luôn, giá 1 triệu, 1m80. Tiếp tục mã số 15, à 14 chứ, 13 là 1 triệu nha. 14 tiếp tục là một cái cần 2 khúc, cần này cũng cần poly. Cái cần này cũng cần poly nè, độ dài cái này cũng 2m1 nha, chất liệu là carbon nè. Dòng này là cũng hàng Sapan luôn nha. Cái này cũng hàng Sapan luôn nè. Cần poly nè. Đấy, cần poly, độ dài cái này là 2m1 nha. Chất liệu là carbon sóng vòng. Dàn khoen là dàn khoen inox thế này đây. Khoen inox thế này nha. Rồi, cái này để cho anh em giá là 600k. Mã số 14, 600k nha. 14, 600k. Cần poly, độ dài là 2m1, chất liệu là carbon, 600k. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một cái cần 2 khúc. 15 tiếp tục là một cái cần 2 khúc. Cái này là chất liệu là rồi, hai khúc lưu re lắp nha. Cây này là hai khúc lưu re lắp này. Cây này là mấy ngang, cây này là mấy ngang, cây này là thuộc dòng của thằng nào đây? Suzumi, Hàn Quốc xuất nhập. Dòng này là dòng siêu bền nè. Len của nó là 8-12 nha. Con này là anh em đủ cứng ML. Cây này đủ cứng ML nha. Cây này anh em có thể đánh được giấy thật nè. Cây này là mấy ngang nha, độ dài là 1m65. Suzumi thì dòng càng siêu bền nè. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, dòng tem vàng Suzumi Hàn Quốc xuất nhập. Rồi, cái này để cho anh em giá là 700k, 700k, hai khúc lưu rê mấy ngàn. Dòng siêu bền Suzumi tem vàng. Mấy dòng này anh em lưu nhẹ nhẹ thật cũng được, rất là cứng. ML nhưng mà nó rất là cứng nha. Lấy màu khoảng là 20g đổ lại, mã số 14, 15, 700k. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cái càng 2 khúc. 16 tiếp tục là một cái càng 2 khúc. Cây này là cầm Reno, dòng ngon, dòng xịn của thằng Ryobi nha. Đây, cây này thì rất là ngon, nhưng mà độ cứng là ML, độ dài là 1m80. Cây này rất là đẹp luôn nha. Dòng Reno này, Patapat Reno của thằng Ryobi nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nè. Cây này có một cái xấu là cái keo nó nè, lâu ngày nó bị đây,
nó bị rạn sạn rạn keo nha. Đấy, còn phôi càng thì còn rất là mới luôn. Rồi, cái này độ cứng là 1 mét, độ cứng ML, độ dài là 1m80, tải mồi là 3-14g. Rồi len của nó là 6-14 lb nha. Đấy, 6-14 lb này. Rồi dàn khoen là dàn khoen Fuji, dòng Reno, dòng cần đời cao của thằng Ryobi, cần cực kỳ xịn sò. Chuyên cho anh em lưu rear lock nháy giả. Rồi cái này mã số 16. 800k. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cái cần hai khúc, cái này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật nè. Cái này là dòng Spin. Đây. Lunker, cái này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật. Độ dài là 1m80 nè, độ dài là 1m80 nè, trang bị là dàn khoen, là dàn khoen, dàn khoen hãng luôn, bát hãng khoen hãng nha. Bát hãng khoen hãng này, đây. Rồi cái này để cho anh em giá là 550k. Độ cứng là ML. Độ dài là 1 mét. Độ cứng là ML nha, độ dài cái này là 1m80. Cái này của anh em cũng có thể luôn rê được nháy thật nha. Cái này tải màu khoảng là 20g đổ lại. Cái này tải màu 20g đổ lại nha. Đấy, độ dài là 1m80, Hàn Quốc xuất Nhật. Đây ngoại hình cặp. Đây tem của nó đây. Rồi, cái này để cho anh em giá là 550k, mã số 17, 550k. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cái càng hai khúc. 18 tiếp tục là một cái càng hai khúc, cây này là càng càng Henry. Rồi, 18 tiếp tục là một cái càng, cây này là càng Henry nha. Càng Henry này phát này rất là đẹp luôn nè. Cây này nhưng mà cây này là chất liệu phíp nè. Pad Fuji FF6 nè. Đây, độ dài là 2m1. Cây này là cứng 10-20 nha, cực kỳ mềm luôn. Dàn khoen là Fuji sứ trắng nè. Sứ trắng nè, dàn khoen Fuji sứ trắng thế này nha, mã 18 nè. Dàn khoen Fuji sứ trắng. Đấy. Cái này nó có bị gãy một khoen rồi nha. Cái này nó bị gãy một khoen rồi nè. Nó khoen nó đây có một cái khoen sứ trắng nữa mà nó bị gãy rồi. Nó bị tụt rồi nha. Rồi, cái này là còn càng còn cực kỳ mới. Cái này là hàng Alpha Tico Japan, made in Japan, Alpha Tico nha. Cái này nó bị tụt một khoen nhưng mà câu không bị ảnh hưởng gì nha. Rồi cái này mã số 18, cái này để cho anh em giá là 300k nha. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là một cái càng hai khúc Henry. Cái này là càng hệ nha, cái này là do Henry nè. Càng Henry, hàng Ryobi nha, càng hệ cực kỳ đẹp luôn. Đây. Bắt càng này, đấy, bắt càng này. Bắt là bắt Fuji nha. Đây, dàn khoen là Fuji dàn khoen là Fuji 6 nè. Đây, dàn khoen Fuji 6. Cái này là cứng là 10-20 nha. Cái này là cứng 10-20. Chuyên cho anh em cô bè càng Henry, cô bè của biển nha. Độ dài là 1m80, hai khúc siêu đẹp, chất liệu là carbon. Carbon cực kỳ mịn màng luôn nha, cực kỳ xịn luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 19, cái này để cho anh em giá là 1 triệu. Tiếp tục mã số 20. 20 cũng tiếp tục là một cái cần Ryobi. 20 cũng tiếp tục là một cái cần Ryobi, cái này cũng độ dài là 2m05. Cái này độ dài là 2m05 này, Ryobi pad này. Cần carbon cực kỳ xịn sò luôn này. Đấy. Carbon foam cực kỳ đẹp luôn. Pad là pad Fuji. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 6, độ dài cái này là 2m1. À 2m05 chứ. Đây ngoại hình cần này. 2m05 nha, ngoại hình cần mới tinh luôn. Trang bị dàn khoen Fuji 6, cái này là cứng cỡ 10 thôi. 10-20 nha, cái này là cứng 10-20, cần Henry. Độ dài là 2m05, hàng Ryobi, cần cực kỳ đẹp luôn. Hàng Sapa, rồi cái này để cho anh em giá là 900k, mã số 20. Tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cái cần Henry. 21 tiếp tục là một cây cần Henry, cây này độ dài là 2m1 này, chất liệu là carbon luôn. Pad là pad Fuji này, đây ngoại hình cần. Đây. Chất liệu là carbon sống vòng này, trang bị dàn khoen Fuji 6 này, trang bị dàn khoen Fuji 6 này, đấy thấy không? Dàn khoen Fuji 6 nha, cây này là cứng 10. Cây này là cứng 10, độ dài cây này là 2m1, chất liệu là carbon. Cây này là của thằng Blue Wing, hàng nội địa Nhật, độ dài là 2m1. Rồi, cứng 10 cần Henry. Rồi, carbon cũng rất là mềm mượt này, cực kỳ xịn sò luôn nha. Rồi, cái này mã số 21, cái này để cho anh em giá là 700k. Tiếp tục mã số 22. 22 là một con máy máy lưu rê lóc. Đây, một con máy câu lưu rê lóc nha. Con này chuyên cho anh em lưu rê lóc này. Dòng này là Aquilas, dòng này Aquilas này cực kỳ xịn. Dòng này là hai cối. Dòng này là hai cối nha, hàng này là hàng trưng bày nên mới tinh, chưa một vết xước luôn. Chuyên cho anh em lưu rê lóc. Có một size này là size 2000. Chuyên cho anh em lưu relock nha. Đây,
mô biên sóng đôi tay trái phải đời cao ABS, Gatio là 5.2, Gatio là 5.2 nha, chuyên cho anh em lưu relock này, hai cối nha, một cối năm một cối sau một tí nha. Rồi hàng này là hàng phun hộp, hàng trưng bày mới tinh luôn, chưa một vết xước. Cái này để cho anh em giá là 1 triệu thôi nha, hàng quốc xuất Nhật. Con này nó chạy tới 9 bạc đạn, con này nó chạy tới 9 bạc đạn luôn nha, 9 bạc đạn đánh cực kỳ sướng luôn, tải cá lớn rồi rất là sướng luôn đấy. Lưu rê thì thôi hết nước chấm. Rồi con này giá là 1 triệu nha, hàng quốc xuất Nhật, phun mới, hàng trưng bày, giá là 1 triệu. Tiếp tục mã số 23 cũng tiếp tục là một cái càng 2 khúc, một cái 23 tiếp tục là một cái càng 2 khúc. Cây này là độ dài là 1m80, cũng càng henchy nha, chuyên cho anh em câu bè đấy. Cái này là của thằng Shimano, độ dài là 1m80 đây, Shimano bản đầu địa Nhật này đấy. Pad là pad Fuji này, pad Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji Six này đấy, dàn khoen Fuji Six thế này nha đấy, đầu phần tháp này, đầu phần tháp thế này này đấy. Rồi 2 khúc Shimano, độ dài là 1m80, càng henchy, độ cứng là 10, pad là pad Fuji, dàn khoen là dàn khoen Fuji Six đấy, ngũ hình cặp mới tinh luôn. Rồi cái này để cho anh em Shimano 800k. Tiếp tục mã số 24, 1m80, cứng là 10. Rồi tiếp tục là một cái cần hàng nội địa Nhật, độ dài là 1m80 luôn đây. Rồi cái này là hai đột nha, cái này hai đột, đột cứng 10 và một đột cứng 20, chất liệu là carbon, càng henchy, pad là pad Fuji này đấy, chất henchy nha, chất liệu là carbon hay da này, chất liệu là carbon hay da, nấu găng cuộn cuộn này, thấy không, nấu găng cuộn cuộn này, carbon hay da nha. Đột hình tháp, một cây cứng 10, một cây cứng 20, cái này là chất liệu là carbon, hàng sapan, càng henchy. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 24, cái này 24 hai đột. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.100.000, 1.100.000 nha. Rồi tiếp tục là một cái cần 2 khúc, cái này là cần 2 khúc henchy, cũng độ dài 21, cây này là cứng là 5 trên 15 nha, cái này là cứng 5 tới 15 thôi. Đây dàn khoen là dàn khoen Fuji nè, dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, cây này nó kiểu như dây trong vậy á, nó gì dây trong nhưng mà nó cây này là nó khoen nha. Cái này dạng như là dây trong người ta độ khoen á, cần này là vốn chỉ là cần dây trong, người ta là độ lên cần henchy nha. Rồi đây người ta độ khoen lên nè. Rồi dòng Alpha Tico, dòng Alpha Tico, cái này là cứng là đột nó ghi là cứng 20 chứ, đột nó là cứng 20. Rồi chất liệu là carbon, độ dài là 2m1, cần henchy, cứng 20, mã số 25. Cái này để cho anh em giá là 600k. Tiếp tục mã số 26 tiếp tục là một cái cần 2 khúc henchy, độ cứng 10, độ dài cái này là 1m80. Đây cái này là cũng Alpha Tico luôn, dàn pad là pad Fuji nè, pad là pad Fuji nè, dàn khoen là khoen Fuji thế này đây, dàn khoen là khoen Fuji nha. Đây rồi cái này có chỉ rồi, hình như bị tụt khoen, người ta cuốn chỉ lại nè đấy, người ta nhấn keo lại nè. Rồi 2 khúc henchy cứng 10, độ dài là 1m80, chất liệu là carbon, hàng Alpha Tico, hàng Alpha Tico. Rồi cái này mã số 20, cái này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật nha, mã số 26. Cái này để cho anh em giá là 600k luôn. Tiếp tục mã số 27 tiếp tục là một cái cần 2 khúc, 27 tiếp tục là một cái cần 2 khúc. Cái này là cứng ML, độ dài cái này là 1m80, chất liệu là carbon hay da, chất liệu là carbon hay da nha. Cái này rất là đẹp, nhưng mà cái pad này, cái này nó bị nứt ra, người ta dán keo lại nè, nhưng mà cầm nắm đồ rất ok nha, không bị ảnh hưởng gì nha. Đây chuyên cho anh em lưu relock, độ cứng là ML, chất liệu là carbon hay da sân ít nè, chất liệu là carbon hay da sân ít nha. Rồi cái này giá bình thường là 1.600.000 nha. Đấy 1.600.000 nha. Cái này hôm nay bán là giá là 1.300.000, chất liệu là carbon hay da sân ít nè, xoắn từ đầu tới đuôi luôn, từ đầu tới đuôi luôn nha, cây hay da, hay da. Rồi cứng 1m, độ dài là 1m80, độ cứng là ML, chất liệu là carbon hay da, hàng Sapa. Đấy, giá là 1.300.000, trang bị dàn khoen Fuji trên cao.
1.300.000. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cây cần cán vượt. Một cây cán vượt độ dài cây này là 4m50. Cán vượt này cực kỳ cứng nha. Cây này rất là cứng luôn, chất liệu là carbon, độ dài là 4m50. Đây, răng của nó là răng ra của nó là răng 12 nha. Đây, 12 này. Cây này là răng 12, đầu rút ra là mới tinh luôn. Cây này nó cứng là khoảng là 200 mấy, 300 á, 400. Cây này là cứng cỡ 400. Độ cứng của nó là khoảng 400 nha. Rồi, cây này là độ dài là 4m50, chất liệu là carbon, cán vượt. Rồi, cây này để cho anh em giá là cán vượt mới tinh luôn nha. Khúc gốc thì nó có bị chảy xước nhẹ, nhưng mà khúc đầu rút ra là mới tinh luôn. Răng cây này là răng 12. Rồi, mã số 28, giá này là 900.000. Tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một cây cần cán vượt. Cây này là độ dài 5m4 nè. Cây này cũng hàng nội địa nha. Đây, độ dài là 5m4 này, chất liệu là carbon. Ngộ hình cây cần này có bị xe xước nhiều nha. Cây này là cứng, độ cứng khoảng là 400 đến 500 luôn. Cây này độ cứng từ 400 đến 500 nè. Chất liệu là carbon sống vòng nè. Răng cây này cũng là răng 12 luôn nha. Răng cán vượt là răng 12 luôn. Đây, đầu rút ra nè. Ngộ hình cây cần này có xe xước nhẹ. Rồi, cây này để cho anh em giá là 1.000.000 nha. Cây này còn ngộ hình cần rút ra thì có bị xe xước dăm dăm nhiều nha. Có bị xe xước dăm dăm nhiều nè, thấy không? Rồi, cây này để cho anh em giá là 1.000.000. Mã số 29, giá là 1.000.000. Cái này nó có cái đít này, cái đít người ta dán keo rồi nè. Để em kiếm cái đít em gắn lại cho khác nha, cho nó đẹp nha. Đấy, giá là 1.000.000. Tiếp tục mã số 30. 30 cũng cán vợt, độ dài cái này là 5m4 luôn, chất liệu là carbon. Đây, cái này cũng cứng cỡ 3-400 luôn, 3-400 nha. Đây, cũng răng cây này là răng khoảng 12 nha. Răng 12 luôn, đây đầu rút ra nè. Cái này cũng có xe xước dăm dăm nè. Xe xước dăm dăm nhiều nha. Độ dài cái này là 5m4 nè. Cây này có sơ xước dăm dăm rất là nhiều luôn. Rồi, cây này để cho anh em giá là 900.000. Anh em nào thích mà đây, anh em nào thích có sơ xước nhiều nhạy cá hơn là anh em lấy cây này. Rồi, độ dài cây này là 5m4, chất liệu là carbon, cứng 200 đến 300. Rồi, mã số 30. Cây này để cho anh em giá là 900.000. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một cây cần carbon. Đấy, độ dài cây này là 5m4 này, carbon, độ dài cây này 5m4, cũng cắn vượt luôn. Đây, dòng tim vàng, hàng đầu địa luôn. Rồi, cái này là cũng răng 12, chất liệu này carbon hay da sống vòng này. Chất liệu là carbon hay da sống vòng, cùng nấu răng cùng luôn này. Thấy không? Cái này để cho anh em giá là 1.200.000 nha. 1.200.000, cái này cũng cứng 3-400 luôn. Mã số 31 cứng 3-400, độ dài cái này là 54, chất liệu là carbon. Rồi, cái này để cho anh em giá là 54, chất liệu là carbon này, sống vòng này. Rồi, 1.000.000. Mã số 31 giá là 1.000.000. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cái cần cán vượt. Cái này là cần cực kỳ mới luôn. Độ dài cái này là 5m4, dòng tim vàng. Đây, 5m4 dòng tim vàng này. Đây, ngộ hình nè, chất liệu là carbon này. Chất liệu là carbon sống vòng này. Đấy, đọc rút ra này. Đọc rút ra này, cực kỳ mới luôn nha. Đây, mới tinh luôn nè. Cái này là cực kỳ mới tinh luôn, chưa một vết xước luôn nha. Cái này là cứng khoảng 3-400 luôn. Rồi, cán vượt, độ dài cái này là 5m4, cần mới tinh, chưa một vết xước. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1.200.000. 1.200.000 nha. Chất liệu là carbon, 1.200.000. Mã số 32, 1.200.000. Tiếp tục mã số 33. 33 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ. Một cái cần ISO khoan nhỏ, chất liệu là carbon. Một cái cần ISO khoan nhỏ, chất liệu là carbon nha. Đây, pad là pad hãng nè. Và đột một, độ dài cái này là 5m30 này, chất liệu là carbon này, trang bị dàn phen Fuji này. Đấy, cần mới tinh nha. Cái này độ cứng tương đương khoảng 1.5h. Cái này là chất liệu là carbon, đột một, độ dài là 5m30. Cái này độ cứng tương đương khoảng là 1.5h. Cần tay á, tương đương cần tay là 1.5h nha. Cần này là mới tinh, chưa một vết xước luôn, khỏi phải rút ra mất công luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1.000.000. Mã số 33 giá là 1.000.000 nha, độ dài là 5m4. Tiếp tục mã số 34. 34 tiếp tục là một cái cần 3 khúc. 3 khúc chuyên cho anh em câu bậu lực, cẩu tra, đánh biển. Rồi, cái này là cứng 80, độ dài cái này là 3m30 nè. Cứng 80, độ dài cái này là 3m30, cái này là Jisoo nha. Jisoo đi cột cần lại nè. Đây, dòng holder clock, chất liệu là carbon hay da. Dòng này là làm bằng áo giáp chống đạn á. Đây, cần này thì thôi khỏi phía bàn luôn. Trang bị dàn phen, đây đây, dàn phen Fuji 6 nè.
xích biển nha. Nên anh em câu bộ lực, cẩu tra đánh biển hoặc là đánh hồ hồ thủy điện đồ á. Đây, dàn khoen này. Khoen này là khoen lớn, ra cước cũng rất là nhanh luôn. Cái này là khoen lớn nha, ra cước cũng rất là nhanh luôn này. Câu ngâm đăng xe. Rồi, cái này là chất liệu là carbon hai da, cứng 80, chiều dài cái này là 3m30. Chất liệu là carbon hai da, làm từ áo giáp chống đạn. Đây qua Sapa. Trang bị dàn khoen Fuji Pass Pass Fuji đây. Một hình càng siêu đẹp luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là 2.900k, mã số 34. 2.900k. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là một cái càng Shimano. Đây. Một cái càng siêu phẩm Shimano, cái này là cứng 80, độ dài cái này là 2m70 nè. Cái này anh em về câu ngâm, lưu rê nháy thật hay là anh em đánh bộ lực gì cũng được hết. Cứng 80, độ dài cái này là 2m70 nè, hàng Sapan nha. Chất liệu là carbon hai da sáng ít. Đây, trang bị dàn khoen Fuji xích biển nè. Trang bị dàn khoen Fuji xích biển nha. Đây, pass là pass Shimano luôn. Pass là pass Shimano nha. Shimano Fuji. Đây, ngoại hình càng thì mới tinh luôn. Có còn màng bọc bảo vệ luôn nè. Cái này là màng bọc bảo vệ càng nha. Anh em có thể cạy ra được. Đấy, pass Fuji nè. 2m7 độ dài cứng 80 nè. Đây, dàn khoen nó đây. Dàn khoen đột của nó nè. Chất liệu là carbon hai da nha. Rồi, sáng cùng cũng luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 35, 2.900k. 25, 2.900k nha. 35. Hai khúc. 2m70 cứng 80, hàng Sapa. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cái càng hai khúc. 36 tiếp tục là một cái càng hai khúc. Cái này là độ dài là 2m70. Cái này là 2m70 này, chất liệu là carbon. Cái này là cứng 100 đến 120 nha. Đây, 2m70 này, dòng tem vàng này, hàng nội địa Nhật này, trang bị dàn khoen Fuji này, trang bị dàn khoen Fuji này, thấy không? Đấy, trang bị dàn khoen Fuji này, chất liệu là carbon sáng vòng này. Đấy, trang bị dàn khoen Fuji, cứng 100 đến 120, chất liệu là carbon sáng vòng, hàng nội địa Nhật luôn. Đây, cái này để cho anh em giá là 1.500k, chuyên cho anh em câu ngâm nâng xe câu đáy biển, độ dài là 2m70. Câu ngâm lăn xe cuối biển, còn anh nào thích đánh bộ lực chút là đem lưu rê nháy thật luôn nha. Rồi, cái này mã số 36, cái này để cho anh em giá là 1.500k. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cái càng xích. 37 tiếp tục là một cái càng xích. Cái này chuyên cho anh em câu ngâm lăn xe này, đánh lục đầu càng, pass pass Fuji này, độ dài cái này là 3m90 này. Ngoại hình càng có sơ xước dăm dăm này, trang bị dàn khoen Fuji nha. Cái này là cứng 25-27. Cứng 25-27, độ dài cái này là 3m90 này. Chất liệu là carbon này, bản nội địa Nhật này. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 37. Cái này để cho anh em giá là 1.000.000. 1.000.000. Đây, 3m90 này, pass pass Fuji. Cái này thích hợp cho anh em cũng ngâm lên xe. Đánh lục đầu càng, dàn khoen là dàn khoen Fuji, hoặc đánh bạc biển. Giá là 1.000.000. Mã số 37, 1.000.000. Tiếp tục mã số 38. 38 cũng tiếp tục là một cái càng đây. Một cái càng blue suit. Cái này độ dài là 3m này, chất liệu là carbon này, pass pass hãng này. Dàn khoen cũng dàn khoen hãng luôn nha. Cái này là cứng là 25-27. Cái này cứng 25-27 này, đục gọi hình rút ra mới tinh luôn nha. Cái này hàng Sapan nhưng mà nó là pass hãng khoen hãng thôi. Rồi, cái này để cho anh em giá là 700k thôi nha. 700k. Dòng blue suit carbon, độ dài cái này là 3m. Đây, bắt hãng theo hãng này, ngoại hình càng mới tinh luôn. Rồi, hàng Sapa. Nhóm này là 700k, mã số 38. Tiếp tục mã số 39. 39 tiếp tục là một cái càng carbon. Một cái càng carbon, độ dài cái này là 3m90. Một cái càng carbon, độ dài cái này là 3m90 nha. Đây, ngoại hình càng có sơ xước rất là nhiều này. Cái tem nó bị sơ xước hết trơn rồi nè, thấy không? Đấy, pass pass Fuji này, chất liệu là carbon sáng vòng này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này, dàn khoen Fuji nha. Cái này nó bị hư khoen này. Đấy, cái này nó bị hư khoen nha. Còn em lấy thì để em coi khoen thay lại cái khoen khác. Rồi, cái này là cứng 25, độ dài cái này là 3m90, chất liệu là carbon sân vòng. Rồi, cái này để cho anh em giá là anh em chốt càng là em sẽ thay khoen lại hết nha, không để khoen bể này gỡ nha. Rồi, cái này để cho anh em mã số 39, cái này để cho anh em giá là 1.000.000. 1.000.000 nha. Ngoại hình càng có sơ xước nhiều nhưng mà được cái là phụ càng này nó rất là cổ nha, rất là cổ, rất là bền. Rồi, 1.000.000, mã số 39. Tiếp tục mã số 40.
40 tiếp tục là một cây cần xích, 40 tiếp tục là một cây cần xích, cây này là cứng 25, độ dài cây này là 3m90 này. Ngoại hình cây cần này rất là mới này. Cây này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập. Pat the Pat Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp cứng 25, độ dài cây này là 3m90 này. Dàn khoen Fuji mới tinh luôn. Đấy, cây này là Hàn Quốc xuất nhập nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 900k, mã số 40. Rồi cây này để cho anh em giá là 900k. Mã số 40 súp carbon, dàn khoen là dàn khoen Fuji, Pat the Pat Fuji luôn. Rồi cứng 25, độ dài là 3m90. Rồi mã số 40, giá này là 900k. Rồi em lên tặng là 40 cần nha. Rồi cước rồi anh em quay cước là em ship từ 2 cụm trở lại nha.